Dạ con xin được gửi tặng đến thầy Nhuận Đức và tất cả quý thầy, quý sư cô và tất cả quý Phật tử một bài hát, một sáng tác mới, một bài hát mới do con tự sáng tác. Dạ, cũng vì cũng là đang mùa Phật đản cho nên con xin gửi tặng đến quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử một bài hát Hân Hoan Phật Đản ạ. Dạ con xin cảm ơn rất là nhiều luôn ạ. Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay hội đủ duyên lành, chúng con Phật tử lòng thành về đây. Mỉm cười hoan hỷ chắp tay, mừng ngài Đức Phật Thích Ca xa đời. Ngài rằm trắng sáng khắp nơi, sen vàng bảy đóa tuyết rơi đỡ chân. Ngọc ngà bảy bước tự thân, trên sông phun nước lên thân tấm ngài. Ấn Độ đẹp mãi không phai, con ngài Đức Phật Như Lai sáng ngời. Một vị Bồ Tát cõi trời, đang sanh xuống cõi trần đời cứu nhân. Chúng con hạnh phúc chào dân, nguyện lòng báo đáp hồng ân của ngài. Con nguyện nói gốc Như Lai, không dông tự tại liên đại hóa sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni. Phật Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay hội đủ duyên lành, chúng con Phật tử lòng thành về đây. Mỉm cười hoan hỷ chắp tay, mừng ngài Đức Phật Thích Ca xa đời. Ngài rằm trắng sáng khắp nơi, sen vàng bảy đóa tuyết rơi đỡ chân. Ngọc ngà bảy bước tự thân, sông phun nước lên thân tấm ngài. Ấn Độ đẹp mãi không phai, con ngài Đức Phật Như Lai sáng ngời. Một vị Bồ Tát cõi trời, đang sanh xuống cõi trần đời cứu nhân. Chúng con hạnh phúc chào dân, nguyện lòng báo đáp hồng ân của ngài. Con nguyện nói gốc Như Lai, không dông tự tại liên đại hóa sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca, Thích Ca Mâu Ni Phật, Thích Ca Mâu Ni. Bởi vậy mà con khoái xuống đây chứ không gì hết trơn. Dạ, con xin cảm ơn Phật tử, quý Phật tử rất là nhiều luôn ạ. Dạ.
Dạ, bài hát vừa rồi là bài Hân Hoan Phật Đản, và con cũng có phát hành MV rồi. Và con bài này thì con có phát hành karaoke cho nam và nữ luôn. Dạ, cho cô chú hát luôn. Dạ. Thôi con không có nói nhiều bây giờ. Bây giờ con xin mời quý Phật tử cùng niệm Phật chung với con nha. Mà nhớ là Kim Linh là số 7 nha quý Phật tử ơi. Dạ, mình niệm 7 lần nha. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ rất là hạnh phúc, con xin cảm ơn quý Phật tử rất là nhiều ạ. Và con xin được gửi lời chào tạm biệt. Và con xin được chào tạm biệt thầy. Và con cũng rất mong được sớm có duyên được trở về đây, được hát phục vụ văn nghệ cho quý Phật tử nữa ạ. Dạ con xin cảm ơn rất là nhiều. Và con xin được gửi lời chào tạm biệt ạ. À, cho Kim Linh thêm tràng pháo tay thiệt lớn nha. Nhưng mà mình cũng chiêu cảm đặc biệt là những anh chị ca sĩ ta đến chùa mình ai cũng vui hoạt bát vậy đó. Họ cũng giống giống mình nó mới đến đây với mình, quý vị ơi. Giống như cái cô Kim Linh này, bà cũng giống giống mình. Ở lại bà nói chuyện hịch hạt vui chứ quý vị à, nên từ nơi đó rất là hoan hỷ ha. Chúc quý vị an lạc, an vui đâu.